Má sao quýnh này dữ vậy trời. Vụ gì mà quýnh anh dữ vậy? Không biết vụ gì nữa. Cái quýnh ta à. Má mày cho đẻ mày với mẹ. Có sao không? Chém quất cái tát cho ai nè. Bé đâu tự nhiên là lên chém ta à. Tôi biết chạy tiếng thành phố nè. Chém tài xế xe bếp nè tự nhiên. Đi rồi. Trốn mẹ rồi, bắt rồi bắt. Chạy rồi. Chắc ngáo đáo rồi. Để cho công an nó lại đi. Trời ơi bà lái vô sao được. Đi chưa bóc em bóc ơi, bóc ơi, đi. Thế xe bếp nó bị nào á, chém, tự nhiên bị chém. Đứt cái tay rồi, chở bệnh viện rồi. Nó canh ngang phố hồng vậy hả? Này đỡ rồi á, đỡ rồi nó luôn mà giật ra đó rồi nó đứt cái tay. Ừ, nó đứt cái tay. Quá trời sâu luôn, chảy máu dữ lắm. Tình hình là kẹt xe giờ quá trời, cái này công an mà đâu điện từ nãy giờ nó không lại. Nó còn tiếng đâu xe nữa. Tranh khách hả vậy? Tranh cái gì nó lên nó chém tài xế nè. Nó chém tài chứ tranh chấp vậy. Này chắc cũng thù quán gì đó. Cũng sao hên, không phải đá. Má cũng có chạy xe nâng qua hồi công an đẩy mẹ hết qua luôn. Tình hình ngay chỗ ngã ba thuốc là kẹt xe nghiêm trọng. Xe buýt giờ nằm chắc ngang rồi. Tài xế thì đi chở đi bệnh viện rồi. Giá tay lại. Hồi nãy đâm tài xế ngay tay luôn hả? Cắt cổ tài xế luôn á, đụ má. Nè, bà này chứng kiến luôn nè. Đây. Bà ngồi kế tài xế à? Tài xế luôn. Má ơi. Má hành khách tài xế tài xế nó mạng lớn. Trời đất là trên xe hả bà? Mới chạy rồi. À. Hai người kia thấy hai người, ông mày có báo công an giao thông á, chặn cái xe 61 hay là 3. Chém tài xế. Thôi ba. Mày nè. Trời để cho công an nó lại đi. Để cho công an lại đi. Kẹt xe chút xíu cái gì đâu. Đừng cố không đi đừng cố. Đi vô lấy cái hàng không? Đi đi đi. Rồi mọi người có
Không, quay đường tài xế mà nó đứt cái tay sâu lắm. Giờ chắc đi giá rồi. Mọi người có ai quan tâm thì bấm lên mà chém tài xế đi, chém tài xế ở cái bàn thứ thừa đi.